mặt trời không ngừng thiêu đốt mặt đất, làm cho phần lớn hoang mạc ở châu Phi trở nên khắc nghiệt hơn. Điều đó cũng tác động trực tiếp đến môi trường sống của động vật hoang dã nơi đây. Lúc này, nhiệt độ đã lên hơn 50 độ C. Bầy chó hoang châu Phi đang tiến đến vùng săn bắt đầy rủi ro. Chúng đang đối mặt với cái nóng gay gắt, quãng đường di chuyển xa hàng km, sợ rằng chưa tới nơi, chúng sẽ đuối sức hết. Kẻ đầu đàn kiên quyết theo đuổi cuộc săn này, nó đang thúc giục tất cả thành viên tiếp tục di chuyển. Sự sung sức thấy rõ, chúng đã tới được hành lang ngoài của khu vực săn, nhưng cái nóng đang làm cho chúng kiệt quệ. Kẻ đầu đàn buộc phải dừng lại nghỉ ngơi. Tất cả mơ hồ chìm vào trong giấc ngủ, không một thành viên nào còn đủ tỉnh táo. Sự cảnh giới cũng bị vứt sang một bên. Chúng đang phạm một sai lầm rất lớn, bởi khu vực săn luôn tập trung nhiều mãnh thú khác. Với trạng thái này, chúng có thể từ kẻ đi săn biến thành con mồi cũng nên. Cuối cùng, mối nguy hiểm lớn nhất đã tới. Không một con chó nào phát hiện ra sư tử. Bầy sư tử cái chuyển hướng đi săn. Chúng quyết định không săn trâu rừng và chuyển sang săn chó hoang. Khu vực trở nên ồn ào, bầy chó hoang rút chạy trong muộn màng. Chúng đã bị sư tử bao vây. Một số ít thành viên sẽ khó thoát án tử. Chỉ cần một con sư tử là đủ bẻ gãy sự liên kết một bầy chó đông đúc. Tất cả chó hoang đang cố gắng giải vây cho đồng loại. Chúng không còn đủ sức để kéo nhau tẩu thoát cùng một lúc. Kẻ đầu đàn không cho phép một ai bỏ rơi đồng loại. Nhưng không, bất ngờ lớn đã xảy ra. Một con trâu rừng từ đâu xông tới. Nó phòng vệ hơi thái quá. Nó đang đơn độc tấn công bầy sư tử cái. Một cách làm thật không khôn khéo chút nào. Với bầy sư tử, con trâu như là miếng ăn đang dần tới miệng. Nhờ đó bầy chó hoang thoát nạn. Nên với chó hoang, con trâu như là vị cứu tinh trong mắt chúng. Bầy chó không bị tổn thất một thành viên nào. Giờ chúng rút sang khu vực khác để tìm kiếm bữa ăn.